Chị tên là Lưu Thị Ngọc Mai, shop của chị tên là Mai Hao, chuyên về mỹ phẩm, quần áo, ăn uống và những cái mặt hàng gia dụng. Chỉ cần mình cầm 100-200 ngàn đến là mua được rất là nhiều đồ bên đây ạ. Shop của chị vừa bán online vừa bán trực tiếp tại shop, thì mấy bạn khi đến mua thì mấy bạn sẽ ghé địa chỉ bên mình sẽ là 57-2 Lưu Văn Can, phường 15, quận 8. Những mặt hàng mà chị nhập khẩu là sẽ là Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia, có cả hàng nội địa Trung và hàng Việt Nam chất lượng cao nữa hả. Bên chị có cái giá cực kỳ hợp lý cho mọi người, nếu mà những cái hàng mà thông dụng mà rẻ nhất thì sẽ từ 5 ngàn cho đến cao nhất thì cũng chỉ tầm 200 ngàn thôi. Chất lượng ở bên shop thì mọi người cứ yên tâm, hàng của bên mình sẽ được nhập khẩu là có nguồn gốc rõ ràng và có giấy tờ rõ ràng cho mình luôn. Giá cả bên chị là sẽ là bán lẻ bằng sỉ, mấy bạn có thể là đến đây mua ít nhưng mà được tính với giá sỉ. Cái cơ duyên lớn nhất sẽ là cái niềm đam mê em sẽ đưa được cái giá thành nó hợp lý cho khách hàng đến. Khi người ta đến, người ta sẽ cảm thấy là hợp với túi tiền. Chỉ cần mình cầm 100-200 ngàn đến là mua được rất là nhiều đồ bên đây ạ. Thường là khách hàng sẽ cho phản hồi cực kỳ tốt luôn, là sản phẩm cực kỳ chất lượng và giá cả cực kỳ rẻ luôn. So với thị trường thì bên Mai Hao là giá cực kỳ tốt luôn hiện nay. Và sau đó thường là sẽ giới thiệu người nhà và tất cả các bạn bè ủng hộ chị rất là nhiều. Từ ăn vặt cho đến mỹ phẩm, gồm là những cái dòng sữa tắm và sữa rửa mặt, là khách hàng cực kỳ ủng hộ luôn. Ngoài mỹ phẩm và thời trang và ăn vặt thì chị có bán thêm hàng gia dụng và những cái đồ mặt hàng mà hot trend đó hiện nay. Bàn ủi nè, máy rửa mặt. Hiện tại bây giờ là cận Tết thì sẽ có những sản phẩm như là sô-cô-la và bánh ngoại nhập, và những mặt hàng như là yến xào, hồng sâm, mứt Tết, loại khô như là khô gà, lạc xưởng trứng muối mà giá cực kỳ hợp lý luôn. Shop của chị sẽ là 57-2 Lưu Văn Can, phường 15, quận 8. Fanpage của chị sẽ là Lưu Thị Ngọc Mai. Giờ hoạt động bên chị sẽ là từ 8:20 sáng và cho đến 9 giờ tối ạ.